Xuống nhi nhiều quá ta. Đây là con gắn hổ thứ hai các bạn. Cầm trên tay mà giống như cầm con gắn lãi. Các bạn thấy cái clip tôi là phải đặc biệt, khác với bao nhiêu clip khác nha các bạn. Làm gắn hổ tại chỗ, lấy mặt ra uống là tại chỗ. Đặc biệt chỉ có cái kênh Ca Cường TBC thôi. Con này đây nè, trời. Thấy chưa? Rồi chính xác rồi. Giờ lấy cái mặt ra thôi rồi quăng gắn qua một bên. Trời ơi, cái mặt em hồi nãy nhỏ xíu à. Cái mặt nó bự bằng cái mặt anh không? Đây là mặt rắn nè các bạn. Mặt rắn hổ nè. Răng hồ nè. Thế nào các bạn nuốt nguyên như vậy thì các bạn đi phân ra hết. Thay vì các bạn nè, cắn ra như vậy nè. Ê chưa. Mình không muốn mất bạn nữa các bạn. Tốt nhất mày đừng có làm nữa mày. Mỗi lần mà tao có người nào đó mà đi theo chung mà đòi làm YouTube, cái là tao mất bạn. Cường xin chia sẻ một điều luôn các bạn là uống mặt rắn hiệu quả là như thế nào? Là các bạn nuốt như vậy nè. Lẹ đi, chẳng đi, em lùa đi, lùa nước đi. Con gáy cá chà bá luôn trời. Rồi đang đi bẫy rắn các bạn thì gặp Khứa Thọ Nguyễn đang lụm bẫy của mình á. Bây giờ mình bắt được tại chặn rồi nè. Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Ca Cường TV nha. Hôm nay Cường tiếp tục thăm bẫy cho mọi người. Hình như hơi nắng ta. Nắng dữ lắm luôn chứ hơi gì. Làm gì mập. Dán lại mấy cái này nè. Chào mọi người cái đi rồi gì muốn dán gì đó dán. Welcome to Ca Cường TV. Nữa hả? Ê mày dán cái đó chuột nó cắn hết rồi sao mày? Để đi cắn hết mai mốt mình dán nữa. Đây, chuột đem theo rồi các bạn. Cỡ 20 con á, lúa cũng cỡ 40-50 mịch nha các bạn. Thì anh em thăm có 50 cái rồi à, cho nên cả tháng mới có cái clip nha các bạn. Rồi thì ở đây mình cũng có một cái. Rồi bây giờ lên đường, mà trước khi lên đường mình xin đính chính lại với mấy bạn cái vụ thả cái con rắn hổ nhỏ hôm bữa. Mày nghĩ nói vụ đó đi mày. Có một con rắn hổ nhỏ mà nói hoài luôn các bạn. Nói thật luôn các bạn luôn, mình xúc tích với các bạn là tại sao con rắn hổ nhỏ anh em mình thả. Rồi thằng mập này nó cứ lý do lý biết hoài, mà cái câu chuyện nó đơn giản lắm mọi người. Tại vì mình không có đầu ra các bạn. Nếu mà có người lấy rắn hổ nhỏ thì mình đã lấy bán luôn rồi. Còn cái này không ai lấy chứ các bạn ơi, nên không biết đem về làm gì. Thì đem về làm gì mập? Hay là thả? Tại mình không có chỗ bán các bạn ơi, không có người hỏi mua. Mình chỉ có người hỏi mua rắn lớn thôi, còn rắn nhỏ không ai mua nên mình thả. Chứ không có tốt lành gì đâu. Sao mấy nay tôi mệt quá ông cực? Mệt là nóng trong người hay là nhức trong mình hay là đau kẹt háng? Bị trụng thứ hoành hết trơn. Ê con có cách này nè. Cách gì? Hôm nay dính rắn hổ nhỏ là em lấy mặt nó uống đi, nó mát. Có không? Thiệt. Mà dám chơi không? Dứt. Mặt sống dứt tại chỗ, đi thăm bẫy, chơi lớn, mổ nó ra, lấy mặt, uống liền luôn. Rồi anh khiêng em nổi không? Nổi. cái vấn đề không phải khiêng nổi, mà lúc đó em mát rồi em nhẹ người, em hiểu không? Mà có dính đâu mà nói trước, nhưng mà mình nói vui các bạn. Bây giờ không thả nè, bữa nay chơi nuốt luôn nè. Rồi cái con rắn đó mình làm gì biết không? Làm gì? Nướng nè. Nướng hả? Nhỏ, nếu mà có cái dính rắn hổ nhỏ thì mình... Dục để về cho tròn ăn. Rồi lấy cái mặt uống tại chỗ luôn. Cho anh em chi tiết xem luôn. Còn nếu mà dính rắn hổ đúng không, nếu mà em nuốt mặt, anh sẽ chia sẻ em một bí quyết nuốt mặt hiệu quả mà bao nhiêu anh em chưa từng biết. Rồi khi nào dính đi anh sẽ tính. Là hả cái miệng ra rồi nuốt đúng không? Đúng. Không, tới đó để anh chia sẻ, nào dính đi tính. Ở đây có một cái bẫy này các bạn. Bữa này nước cạn các bạn ơi. Ý cha dính con rắn hổ rồi anh ơi. Thiệt không? Thiệt. Ông nội cái gì ghê gì ông nội? Lao làm chó. Linh không các bạn? Linh không? Dính con rắn hổ mà còn hổ chó. Dính con rắn hổ mà còn hổ chó các bạn ơi. Lại có chuyện nữa rồi. Trời ơi, lại là hổ chó. Bây giờ bắt đi mập ơi. Con này ba bốn lạng cái gì? Hổ chó ba bốn lạng các bạn. Mà gặp bẫy của thằng mập nó bự nữa. Nè cái bẫy nó chà bá luôn, cái bẫy nó kiểu mà 8-10 rồi các bạn. Là lên 8 ngang 10 ô á. Nè. Múa à? Bắt ra đi.
là mở hàng đó, nó hổ chó mở hàng như bữa em nói đó nhớ không? Là mỗi lần đi thăm bẫy mà bẫy đầu tiên dính con hổ chó á, là bữa nay đi không sạc cái hang không dính một con chó. nhảy cầu luôn đó phải không? Là giống như là đi thăm bẫy cực như chó luôn vậy đó. Nó có trang bị thêm hai cái cây để mà đâm hôm các bạn, tại vì hôm loại lưới của nó lưới cứng cho nên khó lấy lắm nha các bạn. Nó băng lên trên nè. Đây kìa, nó vẫn mặt nó kìa. Nhỏ xíu à mà phùng ra thấy ghê không? Làm như đúng rồi á. Đó, nó nhắm ghê không? Nhắm chuẩn lắm á. Nhắm chuẩn xác lắm á. Nó hùng lắm. Nè, nè. Anh cho nó táp một cái rồi em lấy cái đầu đó nghe. Nè. Rồi. Con này nó hổn lắm. Ồ, có con nguyên dê chó nè. Dê chó ngãy cổ nè. Ê, mai mốt cái vụ mai mốt chừng nào mà cái kênh có phát triển nhớ giới thiệu tôi lên với anh em Tú. Không, thấy công lao ông nó ỉa nè. Bởi yeah. Vì kênh lớn lên đó là em còn muốn làm với anh lâu dài không? Đương nhiên. Nói thật chứ bình thường anh em chơi với nhau thân thiết thì có gì nói thẳng cái đó hết rồi nó dễ lắm các bạn. Mà đến lúc làm YouTube là nó nghịch hết. Mình không muốn mất bạn nữa các bạn. Tốt nhất mày đừng có làm nữa mày. Mỗi lần mà tao có người nào đó mà đi theo chung mà đòi làm YouTube cái là tao mất bạn. Ngộ vậy á. À, thôi vậy thôi. Chứ tưởng đâu được thì giới thiệu, còn không được thì thôi. Mấy bạn nhớ kênh mình Lại Hồ TV nha mấy bạn. Cái gì ông nói? Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Nói tốt lành lắm, cũng giới thiệu kênh Lại Hồ TV à. À mà quên nữa, nói là kênh là Lại Hồ TV nha các bạn. Thì mập này nó cũng không có mà đam mê cái vụ kênh lắm các bạn. Máu quá trời luôn kìa. Chủ yếu là nó chạy gấp. Nhưng mà khi đi với Cường thì ví dụ như giờ mình cũng làm kênh lại cũng có một chút để sau này mình cũng có đăng này đăng nọ buôn bán nó dễ nha các bạn. Chứ thật sự ra nó chạy gấp là chính. Thì mình vẫn giới thiệu bình thường thôi. Nhưng mà Cường ám ảnh cái chuyện mà ai làm chung cái làm kênh YouTube cái bữa nghịch rồi các bạn ơi. Khổ chỗ đó thôi. Thôi giờ mình đặt lại cái bẫy này nha các bạn. Rồi có gì tiếp theo các bạn cùng theo chân anh em mình nha. Giờ kiếm cái lá lót lên em ơi, chuột chết. Mới vô đừng con hổ ngựa đó các bạn. Tiếp tục cái tiếp theo luôn nha các bạn. Mập nó đi bụi kinh điển. Cái lời Cường đặt ở đây nè các bạn. Thôi thầm bẫy gắn trước đi, tính. Có cái bẫy anh đặt ở đây nè. Đâu đây? Ở đây này đúng. Nhìn vui vậy. Trời. Cái gì vậy? 114. Giờ mày muốn gặp 114 hay 113? Đúng là linh quá mập ơi. Nè. Linh thiệt luôn á mập. Anh hổ rồi các bạn. Đòi nuốt mặt cái có liền luôn nè. Nè. Bẫy của em chắc không kẹt đâu. Tại 1/2 mà lưới to thì nó hết 2 phân nữa rồi, còn có 1 phân. Rồi, giờ xử ra bỏ túi và giữ lời hứa. Chúng ta là anh em. Nuốt đi mà chăng chứ. Rồi. Rồi dứt. Bắt ở đây luôn hả? Bắt ở đây luôn. Đem ra túi và mình sẽ lấy dao lam ra mình mổ luôn và lấy mặt tại chỗ luôn nha các bạn. Còn thịt gắn thì đem về cho trộn nha. Trên lớn luôn nè các bạn. Không thả luôn nè. Đây, con gắn hổ các bạn. Đem nó vô góc nào rồi ta? Một
quất ở đây luôn đi. Quất ở đây luôn ha. Bây giờ mình off máy, mình bắt nó ra đi rồi mình quay cho anh em, mình chia sẻ anh em cái đoạn nuốt mật đồ thôi, chứ mẫu xẻ đồ nó cũng sợ vi phạm cộng đồng. Không, quay xa không sao đâu. Ừ. Quay xa. Giờ bà em anh cho em đem nó cho ra túi đi trước đi. Anh tôi sao dám làm. Đây nè, đâm hai cái này đi. Đâm đi. Đâm hai cái hôm nó mở ra đi. Rồi em đâm đi, không sao đâu, con này hiền. Nó còn tốt ở dưới. Cái hiền khô à. Nó khệt luôn. Hiền không? Hiền. Hiền, hiền thiệt không? Thiệt. Rồi nè, đâm vô cái chồng vô trước đi, em chồng ở trên chồng chơi xuống, ở trên chồng xuống. Đó rồi, đây chút túi vũ thôi. Dễ mà. Rồi vũ. Sục. Ủa lộn, sốc chứ. Nghe từ sục phản cảm quá. Nó nằm ở đâu? Kìa, nó gần ló xuống rồi. Thổi. Ừ, đúng rồi. Dám đựng nói nãy đâm hôm nãy chưa sát lắm ạ. À. Phải cực ta, người ta quan trọng ở ở chỗ đó mà không làm sát. Vãi cả đáy luôn. Từ từ anh nó. Đang tóm này nè, để cho mày giữ chặt nè. Thổi. Xuống rồi. Rồi xuống rồi các bạn. Rồi quăng bảy quăng bên đi. Rồi, kiếm đầu lấy cái cây gấp kìa nếu mà sợ. Nè. Rồi đó, lấy ra đây tọt tay bắt đi. Thì ghê quá à. Trời ơi, cầm ấy. Rồi buông ra đi. Con rắn gì cũng ghê. Mà chết thì cũng một mình tao. Mày ghê thì cũng một mình tao. Rắn hổ này nó biết phun nọc độc đó nha mấy bạn. Nó ngoái kìa không? Đây. Coi chừng nó phun vô mặt em bây giờ đi. Bây giờ. À rồi, nó phun không có xa đâu ông ơi. Cái thằng bắt không sợ mà cái thằng làm cameraman bắt tử mà lại sợ. Anh đưa nó ngay cái mặt em. Nó phun cái phẹp vô một phát. Nè. Ừ, phun con. Ta còn chưa thấy gì nữa. Đây, ba pha nha các bạn. Đây là rắn hổ. Hổ mang. Ta còn gọi là hổ đất nha các bạn. Nhai đầu mày á, nhai đầu mày. Bây giờ nè, chẳng giữ lời hứa các bạn, không thả. Anh em mình sẽ mổ ra lấy mặt tại chỗ. Các bạn cùng đón xem pha mập nuốt mặt răng hồ. Đưa cho mình một chỗ ngồi thật ưng ý. Chỉ diễn một lần duy nhất, chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất nha các bạn. Bây giờ mình quấn mỏ nó cho an toàn nha các bạn. Tại cái này là mập nuốt mặt. Nếu mà Cường nuốt mặt á thì Cường làm nhanh lắm. Còn một tay ở đây Cường mở mổ lấy mặt, còn tay bên kia cũng vẫn là bấm điện thoại gọi 114. Chứ không có tốt lành gì hết. Đó, nó cắn, nó nút lử với con hổ luôn. Rồi, bây giờ Cường xin phép quay xa nha các bạn, cho mập mổ lấy mặt. Quay tới mấy cây số rồi. Nè mập. À, một tay cầm đuôi, còn một tay lại em đạp cái đầu đó. Ưỡn cái ngực lên là đây lấy mổ lấy mặt nha. Pha này phản cảm, cùng quay xa các bạn.
Đây nè, trời. Thấy chưa, thấy chưa? Rồi chính xác rồi. Giờ lấy cái mặt ra thôi rồi quăng gắn qua một bên. Nó tí à. Rồi lấy cái mặt ra này rồi anh quăng gắn qua một bên, anh quay cận cảnh nha. Chùi tay, chùi máu hết. Em cho lấy cái túi lớn giùm anh cái. Lấy cái túi lớn đó. Đó, đúng rồi. Nè, banh ra giùm. Rồi. Đâu? Cái mặt đâu? Mặt này nó nhỏ quá. Còn nhỏ và gắn là gắn tơ các bạn, cho nên mặt nó không được xanh và đà đục. Đúng rồi. Nó vàng. Nó tơ nó vậy, còn khi nó già rồi nó xanh đen luôn. Con cá nó mới già rồi bây giờ nuốt luôn. Mà Phan Cường xin chia sẻ một điều luôn các bạn, là uống mặt gắn hiệu quả là như thế nào. Là các bạn nuốt như vậy nè, rồi các bạn tiêu hóa ra nó cũng thành phân, thành xít đi ra hết rồi. Nhưng mà muốn hiệu quả nó, các bạn phải cắn cho nó bể ra nuốt vô. Nhưng Mập nói là uống hạ tanh phải không? Ừ. Nghe là anh một lần đi. Em cắn ra nuốt vô, mặt rất là ngọt. Đắng của vị ngọt em hiểu không? Ừ. Nhưng mà lại hiệu quả tiêu quá nhanh hơn. Ừ. Của cái kia em để cả tháng nó mới tiêu. Ừ. Còn cái này nó tan ra hết rồi, nó đi lan cơ thể em luôn. À. Phải xé ra cho nó bể rồi nuốt. À. Xé ra, hả họng ra đâu, hả họng ra trước đi. Hả họng ra cho nó chảy xuống. À, cỡ lớp mỡ ra. Lấy cái lưỡi lam chích đi cho nó nhanh phải không? Cho nó lẹ. Mà em xé ra bỏ vào họng cái xong rồi để nó bể. Nè em để vô cái răng em cắn luôn. Để răng nghiến quay nè, nghiến quay nè. Đúng rồi. Đắng của vị ngọt. Đúng không? Đắng của vị ngọt chứ không phải là đắng ngát như các bạn nghĩ. Nhiều người nhát sẽ pha với rượu uống. Nhưng mà mình uống như này ngọt ngọt, đắng đã lắm. Anh uống rồi. Dạ. Hôm nay hơi tẩn nè. Quá có gì nhớ gọi xe hay là bồng hay là cổng. Cổng đi. Cổng đi. Hôm nay chơi lớn nha các bạn. Giờ là không có lý do gì để thả nữa. Thả các bạn nói quá. Cách để có khách thì đặt thì mình sẽ lấy dao, còn không thì không thả nữa mà lấy mặt nuốt liền luôn. Con bự thì nướng, con nhỏ thì đem về cho tròn ăn. Nè, thịt của nó nè. Giờ Cường sẽ đem về cho tròn ăn các bạn, sợ nó nhỏ quá. Nếu mà nó bự quá thì anh em mình sẽ làm ẩm thực nướng tại chỗ, ăn gắn hổ tại chỗ luôn cho các bạn xem luôn. Rồi ok, để Cường tranh thủ bỏ chuột và đặt lại nha các bạn, tại vì trời rất là nắng các bạn thấy không? Nè, cái EV nó sáng nè. Là nắng dữ lắm luôn. Nắng mà xúc phạm mập luôn rồi, mà đổ mồ hôi luôn rồi. Đó. Cho nên là phải gấp chuột lại đi lẹ để ở đây ngồi ở đây là hồi chuột chết các bạn ơi. Nắng quá chuột cắn lộn chết tà le luôn các bạn ơi. Trong đây có một cái mũi dính dện 7 lạng nè các bạn. Thằng đón 6 lạng, thằng đón 8 lạng, chuột ruột nó ra 7 lạng. Ê có phần trắng nữa các bạn. Các bạn thấy không? Phần trắng nó bắn tung té ra đây. Có hàng nặng. Ý con hành mập ơi. Hành này 4 lạng. Cũng trọng á. Có người ra. Nắng quá trời nắng luôn các bạn coi nè. Nắng dữ lắm luôn. Không hiểu sao nắng dữ. Chuột chết. Nắng cái này chuột nó ngủm cù nèo luôn. Ý, cái 5 lạng á. Con cầm nó chứ. Ừ, cầm á. Thấy nặng quá trời, cầm tay nặng luôn á. Ối chuột cái gì vậy? Được có con ngựa các bạn. Với con gắn hổ. Mà gắn hổ bị mập mổ. Thường gắn hổ nó mổ mập, mà bây giờ mập mổ gắn hổ. Các bạn hỏi mổ làm gì vậy? Mổ lấy mặt. Ôi, ngủ bự quá hả? 5 lạng rồi. Cầm lấy cái, cầm bỏ túi luôn em. Nè các bạn. Đón là đón kỹ rồi. 5 lạng không? 5 không? 4 lạng. Tại nó còn con chuột trừ. Nó có 4 lạng rưỡi. Trừ con chuột ra nữa còn 4 lạng. Cái bẫy này Cường đặt kiểu gắn mà. Gắn giãn lai các bạn. Cho nên nó dính hèo xong giờ dính hành nè. Ít bữa nó sẽ dính ngựa nè, rồi ít bữa nó sẽ dính gắn hổ đất mình nè các bạn. Cái bẫy đặt gắn mà giãn lai, mấy cái bẫy đó là rất ngon rồi các bạn.
nhìn nó không có được đẹp lắm, nhưng mà nó lại có hàng liên tục. Ê, để anh gấp cho. Ngon quá cắn. Sao mít ta mập dính không? Găng khô nữa hả? Rồi còn dính con 114 nữa. Qua đây cho anh câu này. Cái gì? Thấy cái gì mà em thấy dấu dò gì mà quá trời luôn. Dò chó không ạ? Nè. Cái này dò trồng nè, trồng hương nè. Chà bá luôn à. Nè, cái này trồng hương nè các bạn. Nè. Đó. Đâu? 2 cái 4. Không phải trồng hương. Mèo gừng. Mèo gừng ngọt mốc. Thấy không? Cái giống quyết cách cho nhận biết sao? Dạ. Nó giống con hương thiệt, nhưng mà con hương tới 5 ngón lận. Thằng này có 4 ngón à. 1 2 3 4. Con hương thêm một ngón này nữa. Cái này là con mớp mà con này mèo gừng. Bự lắm luôn nè, lúng xuống luôn nè, thấy không? Này con mớp. Rồi vô coi con răng hô ơi. Giống quá trời luôn kìa. Mớp không em ơi. Mớp rồi, không có hương. Cái này mai mốt mình kiếm cạm mình đẩy xuống. Không, ở đây đặt lòng nó vẫn vô bình thường nè. Con đó sợi này nè. Rồi con răng hô rồi. Giờ tới anh nuốt hay gì? Hả? Ai biết anh muốn nuốt thì anh nuốt. Anh muốn ngậm hả? Thôi giờ thằng con đi. Vẫn như đầu là như hồi nãy ha. Nè, đâm hôm đi rồi đổ vô túi. Nè đây em quay cho tới anh xử lý. Như hồi nãy đi rồi bắt đầu anh lấy cái mặt thôi cho nó gọn. Sợ hả vậy? Sợ, sống sợ quá, đang tâm tai á. Bình thường gì đâu mà. Tính canh con răng hô 4kg nữa các bạn. Cái rim đâu rồi? Này con gắn nãy còn nè các bạn. Nó đi chầu ông bà. Vậy là có đôi có bạn rồi đó. Có đôi có bạn rồi. Con này bự hơn con hồi nãy một chút. Con này hung hơn con nãy. Nè, con người ta cách bắt gắn nè, học hỏi nè. Để sau này mà biết rồi đi bệnh viện đồ của người ta. Nè, coi nè. Xuống chưa? Xuống rồi đó. Chết mẹ, nó chọi đầu lên cái tay em kìa. Yeah. Nè xuống vậy thôi. Nè. Mấy con này bắt phải chanh lẹ như vậy nè. Ây da. Chết bà rồi. Đừng con thứ hai nữa rồi. Chết bà, đừng con thứ hai. Con này nó phì lên thôi em, chứ nó không có bự hơn. Bự hơn. Bự hơn con nãy, tin em đi. Ủa con này đẹp quá em. Ừ. Nó la láng mà nó mướt luôn nè. Ừ. Ôi ơi, hai cái nanh đó nè các bạn, coi cận cảnh nè. Thấy không? Thấy không? Số 5 à. Khỏi cũng được, cận gần. Em lấy nào em lấy nén được thôi. Ê sao mới nay sao dính sủng nhi. Sủng nhi nhiều quá ta. Đây là con gắn hổ thứ hai các bạn. Cầm trên tay mà giống như cầm con cắn lãi. Nó nhỏ. Nè con này ba phang nét. Cực nét ha. Mặt trăng cũng nét luôn nè. Em coi nè, cái mặt trăng nè. Bự hơn con hồi nãy một chút. Mặt trăng nét ghê. Con này em đảm bảo cái mặt bự hơn con hồi nãy. Cái mặt cái con này đảm bảo đen xì luôn. Đen xì. Nó bắn một cái tẹt. Mấy con này là không có đùa giỡn được nghe các bạn. Nói thiệt chứ dụng thứ mà năm hạn tháng xui rồi cũng bị rồi, là bị rồi. Ủa vậy băng keo để em để đâu? Băng keo trong đó đó anh, dở ra hết đi. Ui nó còn sống nè em. Nè. Ừ. Cử động kìa. Không có băng keo. Thiệt mà. Dở cái túi lên. Không có mà. Rồi băng keo em để vậy là em để trong. Có cho làm đó không? Có. Đưa cho làm đây.
quay xa anh là được rồi. Nhớ bà là bà ra buổi chút chút tôi ra tôi lắp bắp có chứ đó mà bà là trên tí nữa em trên luôn. Trên đó là tim ở dưới á ngay đi nguyên đường xuống dưới chơi về tay đâu anh làm hồi nãy em có người cầm đúng không còn này nè một mình anh nè hiểu chưa bây giờ nếu mà lấy dưới đúng không. Chơi lớn nha các bạn. Cắt nhẹ thôi rồi, cắt chỗ đó nó bể luôn cái mặt luôn rồi. Chưa chắc. Sang nha, gần gần là dính nha. Mặt nằm ở cái khúc chót kìa. Rồi, cái mặt chà bá luôn, mặt thu nãy nhau xíu, ông cố ơi. Mặt này bự chần dần luôn. Mày chứ không được rồi. Không trung thành nữa chứ hả? Gắn hô. Chứ không được rồi. Nãy người ta các bạn thấy cái clip tôi là phải đặc biệt. Khác với bao nhiêu cái clip khác nha các bạn. Làm ngắn hổ tại chỗ. Lấy mặt ra uống là tại chỗ. Đặc biệt chỉ có cái kênh Ca Cường TBC thôi. Nhìn cái đầu nó kìa. Tao chấp luôn các bạn đó. Nè. Lấy con rắn mà tao lấy tao còn chấp luôn. Hai con các bạn nửa ký luôn rồi các bạn. Ê nếu mà nhiều này diễn lát mình về mình bầm đi. Bầm quán lá lốt nướng hết bài. Hai con các bạn bây giờ tôi nuốt cái mặt nè. Trời ơi, cái mặt chà bá luôn. Cận cảnh nè. Trời ơi, cái mặt em hồi nãy nhỏ xíu à. Cái mặt nó bự bằng cái mặt anh không? Đây là mặt rắn nè các bạn. Mặt rắn hổ nè. Răng hô nè. Cái nào các bạn nuốt nguyên như vậy thì các bạn đi phân ra hết. Thay vì các bạn là cắn ra như vậy nè. Ê, chừa em phân nữa. Đắng hậu ngọt các bạn. Cái này mà kéo một hơi xịtin vô nữa hoặc là uống miếng rượu vô nữa. Rồi đứng lên. Rồi xay cái túi ra sao. Rồi không xay mặt lại cà là cà coi nó cương chưa. Uống vô là lên liền hả? Nó chơi chứ hồi phía nguyên con bự nữa. Cho một mập ngầm. Mặt hồi nãy của em nó còn tơ quá. Nhỏ quá mặt luôn. Mặt của anh mới đáng đồng tiền lại xanh nè. Nó có cái chất thuốc nhiều hơn. Cái này hầu như nó chỉ bá bệnh luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà em cắn ra gì em nuốt nó mới nên thuốc chứ còn mà để nuốt nguyên thì nó đi phân nó đi ra hết luôn à. Nó chẳng tiêu thụ nhưng mà nó chậm lắm, nó không có mượt mà. Rồi ok bây giờ để mình cho chuột đặt lại đi tiếp luôn nha các bạn. Okay. Ê, chẳng đi em lùa nước đi. Con ghế cá chà bá luôn trời. Ủa con ghế cá. Hồi nãy giờ thấy nó quẩn đây mấy lần rồi mà anh tưởng cá thôi à. Đâu em lùa đi lên để coi nó chạy lên không. Con gái cá nó bự rồi cỡ 4-5 kg nữa các bạn. Nó quẩn nước đây nãy giờ này Cường lo review con rắn không à. Cường thấy rồi nhưng mà cái nước quẩn mình cứ nghĩ là con cá thôi. Đến lúc hai thằng cúp máy xong nói chuyện cái bắt đầu ở đây nó lên bờ luôn, nó đứng trên đây luôn rồi nó chạy đút cái cạm vô lụm mà. Yên tâm để bữa đi. Ê ở dưới nước đó thấy cái đầu ló lên rồi vậy. Hồi nãy nó quẩn đây nè em thấy tưởng cá chẽm nổi lội đó, mình không nghĩ cái con cá. Vậy là cái dấu dò đó là vậy là con dấu dò hà con cái cá này các bạn.
Rồi để anh em mình nghiên cứu và bắt, có gì quay các bạn xem. Rồi anh em mình đi tù rồi, có cái gì các bạn nhớ ủng hộ cho mình mấy cái phiếu đồ, giống như thức ăn rồi mì gói với thuốc hút rồi đi vô trống cho tụi mình hút với ăn nha các bạn. Gái cá này nằm trong sách đỏ này nha các bạn. Có thể chứ Cường bắt mấy con gái cá này rất là dễ luôn, nhưng mà nó nằm trong sách đỏ nó nguy hiểm lắm, với lại năm tâm tay của thằng này nữa nè. Ở đây mình có hai cái các bạn, bên đó một cái nữa là hai cái, đây một cái mập ở đó, ngoài đó một cái để một người vô thăm thôi, tại hai người đi thì nó mỏi chân nha các bạn. Nặng không? Nhẹ heo. Lúa còn, chuột còn. Chỗ này im quá. Chậm quá ta. Hay có đại ca nữa cũng. Mới phát hiện cái lối này. Cái mòn dữ vậy nè. Đây nè. Cái này lối chuột đi vậy nè. Ôi, nó mòn nè. Lắng con. Chuột đi. Một cái chết quốc. Tiếp tục cái thứ hai. Cái tay nãy xé cái bụng con rắn hổ ra, giờ nó còn tanh luôn các bạn. Tanh kinh điển luôn. Chú về lấy rượu rửa tay rồi. Tanh quá. Cái mặt thì không có gì hết, nhưng mà bộ đồ lòng máu của nó tanh lắm. Hai cái phải dính con coi. Không có động lực được chứ, động đực được chứ. Ủa lúa ép. Rồi, dính thiệt luôn. Con hổ chó mà không biết còn sống không nữa. Ủa hổ chó còn sống. Ôi, xinh ơi. Trời ơi, hổ chó nó kẹt đầu. Còn sống nè, cái lưỡi còn le le nè. Trời ơi, giờ này gặp cảnh này nữa. Con chuột nó sình thôi, chứ con rắn hổ chó thì vẫn còn sống mà nó kẹt lên nè. Căng thì chơi. Hổ chó này, hổ chó thứ hai nè. Sớm giờ hai hổ chó, hai con rắn hổ đất. Rồi, giờ để mình xử lý, mình bắt nó ra rồi. Có gì mình đi tiếp luôn nha các bạn. Rồi đang đi bẫy rắn các bạn, thì gặp Khứa Thọ Nguyễn đang lụm bẫy của mình á. Bây giờ mình bắt được tại chặn rồi nè. Quá lụm có cá bẫy mà không. Giờ bắt tại chặn rồi, giờ mà bắt đầu nó là dẫn mình đi thăm luôn cái bẫy cạm luôn nha các bạn. Nói chung ra là dân đánh cạm gặp dân đánh cạm với nhau nè. Đi thăm ké nó luôn. Đây là Thọ Nguyễn TV có làm kênh, là cái kênh là tên là gì Thọ? Đi gừng phải không? Đi gừng nha các bạn. Cái hình cái ổ ong. Cái hình nền là cái ổ ong. Nó đi bắt ong rồi, nói chung ra là nó có ổ ong. Rồi nó chui nè. Trong đây mấy cái mà Thọ? Im ha. Ở đây mà dính gái cá luôn á. Bữa nào bắt gái cá kìa. Đây cái cạm nè các bạn. Con cọp á hả? Mấy ký? Ừ, mấy con này thả đi em ơi. Cho đánh cạn đánh chứ con nào đáng bắt bắt chứ. Đúng rồi. Thọ là nó thả chứ gặp anh em mình cũng thả luôn nha mấy bạn. Mà thả vô túi. Nó chờ chứ con cọp khó ra nha các bạn, với lại nó nằm trong sách đỏ. Rồi một phần nữa, dân mà kinh doanh làm ăn ít có ai ăn con cọp lắm. Người ta sợ xui. Còn mập nó cũng ăn, nó cũng sợ xui nữa bạn. Xui là không có một con thứ hai ăn. Đù mấy cái điểm này giống bên Bình Chánh quá ha Thọ. Nó có mấy cái cây đó là cái bẫy đó đó mập.
Chết rồi. Hai cái chết luôn các bạn. Có đặt lờ đó không Thỏ? Có đặt lờ đó không? Nó dính không? Có hổm chạy nó lóc kia mấy đây nè. Vậy đó hả? Ừ. Ồ mấy chỗ này kính đi ghê. Cái này lương không ạ? Ồ đó rồi. Để nhét cho bảy cái khẩu đây. Đúng rồi. Rồi còn mấy cái nữa đâu? Hết rồi. Hết bảy đó hả? Nó vô nó ngó thôi các bạn, mình cũng ngó ké thôi các bạn. Rồi, rồi để anh em đi thăm bẫy gắn tiếp luôn các bạn ơi. Cạm thăm được ba cái cũng chết quớt mà. Cái chuyện đi đặt cạm này là nó chết là đương nhiên các bạn. Một tháng đâu có dính được mấy con vậy á. Chứ đâu phải là muốn dính là như gắn là dính đâu. Rồi và đây là địa điểm của Thỏ đánh các bạn có lấy thì là đây. Đây nó có kênh YouTube là đi gừng nha các bạn. Anh em từ trước giờ đi chung với nhau rồi nên cũng mấy cái chuyện này nó cũng thường lắm các bạn. Rồi buổi thăm bẫy đã xong rồi các bạn. Thăm bẫy mà ngáp là sao vậy? Hả? Chứng tỏ là cái gì? Không, nói chung bữa nay đi thăm bẫy mà nuốt cái mặt anh có thấy mệt như hôm bữa không? Không, bữa nay không có thấy mệt em. Mà nó thấy mẹ mệt luôn. Chứ không còn mà thường như mỗi bữa đó. Bữa nay là mệt tới mẹ luôn. Công nhận cái mặt hiểu mẹ em ghê. Đúng. Không, không uống vô em cảm thấy em khỏe hơn bữa hổm á. Đây thành quả nè các bạn. Đâu rồi? Hàng gắn hổ đã bị mổ rồi nè. Còn sống không? Còn sống luôn á. Nhúc nhích. Đây là một con hành với hai ngựa nè. Đó thì thành còn ở trong đó là cái gì? Ở trong đây là đậu rồng để mình lấy cái trái già về mình trồng nha các bạn. Nè. Người ta hay chửi một câu hay ta hay nói câu đậu rồng. Còn sống á. Sống cái gì nữa mà sống. Vì kêu coi. Cứng đơ hết rồi. Cứng hả? Nếu cứng thì khỏe rồi. Chứ để sống sống dính gần bỏ bà. Thì thành quả bữa nay không như mong đợi các bạn, với lại mùa này lạnh rồi với gắn cũng chậm đi nữa. Chỉ có chuột là nhanh đi thôi. Tại vì chuột mùa này nó nhiều đúng không? Ba mùa đâu cũng có chứ. Nhưng mà gắn thì không có các bạn. Lạnh quá đâu có đi nè, mà con gắn lại ngộ lắm. Lạnh quá cũng không đi, mà nóng quá cũng không đi. Nó chơi là bây giờ là mình phải mua cái bẫy về mình đặt, là mình phải mua cái máy lạnh để đặt trong đó luôn. Ấm gì nó mới chịu vô. Cái đó là máy điều hòa. Máy điều hòa. Rồi thành quả hôm nay thì anh em mình chỉ được có hai cái mặt thôi các bạn, chứ không có được cái gì nghe các bạn. Rồi thì đến đây mình cũng xin tạm dừng clip, thì hẹn các bạn ở clip tiếp theo luôn nha. Anh em nào mà có mua gắn, mua chồn, mua này nọ đó thì cứ liên hệ Cường nha. Rồi muốn đi gáp đó thì liên hệ Mập đó, mà cũng có số điện thoại Mập rồi các bạn. Các bạn muốn mua gì thì cứ liên hệ hoặc là Facebook Cai Cường nha các bạn. Rồi anh em xin chào và hẹn gặp lại các bạn luôn nha. Bye bye. Rồi tạm biệt mọi người.